là một trong rất nhiều dự án về môi trường của một giảng viên trẻ khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh, From Trust to Future, tạm dịch là tái chế rác vì tương lai, đang trở thành giải pháp xử lý rác thải hữu cơ từ hộ gia đình một cách đơn giản mà hiệu quả. Thưa quý vị, mỗi một gia đình hàng ngày thì sẽ thải ra một lượng lớn rác thải, trong đó có rác thải hữu cơ. Và thay vì bỏ chúng vào túi ni lông rồi đổ ra môi trường, thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng chúng để tạo ra một lượng phân bón nhất định, hữu cơ, an toàn cho sức khỏe của con người cũng như là môi trường. Và với những cái cách làm rất đơn giản thì từ trẻ nhỏ cho tới người lớn tuổi đều có thể thực hiện được. Cắt nhỏ rác hữu cơ là rau, củ quả rồi rải xen kẽ với các lớp đất lấy từ vườn trước nhà, sau đó cho vào trong một chiếc thùng nhựa đậy nắp kín. Sau một tháng, người nông dân này đã có một loại phân hữu cơ giàu dinh dưỡng và an toàn để chăm bón cây trồng. Không chỉ là tiết kiệm chi phí phân bón, mà cách làm này còn giúp giảm đáng kể lượng rác hữu cơ thải ra môi trường mỗi ngày. Đấy, cũng dễ làm nhưng cũng coi gì là khó. Mà vừa sạch môi trường cho mình, mà vừa sạch, tức nghĩa là sạch trong gia đình mình trước, xong rồi môi trường. Từ hồi giờ làm cái ủ phân này á, là hữu cơ này là cây xanh vẫn tốt tươi hơn, mà đẹp hơn. Bằng cách làm tương tự, bé Kiều Lê Khánh An ở thành phố Vinh không chỉ giúp mẹ chăm sóc tốt cho khoảng không gian xanh trong nhà, mà còn trở thành người tư vấn và giám sát nhiệt tình, giúp lan tỏa giải pháp hữu ích này cho hàng xóm quanh mình. Thực sự thì may mắn cho con, là hàng xóm của con thì họ khá là hiểu biết và họ cùng muốn làm một cái chợ để thay đổi về môi trường, nên là công việc thuyết phục thì cũng không có mất nhiều thời gian ạ. Khi nhắc tới hiệu quả ban đầu của dự án tái chế rác hữu cơ thuộc chuỗi chiến dịch vì môi trường Green Act, hành động xanh mà mình và các tình nguyện viên đang thực hiện, giảng viên trẻ Lê Minh Tân, khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh mong muốn cùng cộng đồng xây dựng thành công lối sống thân thiện với môi trường. Thay vì dừng lại ở trào lưu nhất thời, một kế hoạch dài hơi dành cho dự án From Trust to Future cũng đã được tính đến. Cái dự án From Trust to Future thì được Green Act triển khai vào năm 2020. Tuy nhiên, vào cái thời điểm đó thì cái sự thiếu hụt về tài trợ nó không cho phép bọn em mở rộng và triển khai cái mô hình này ở trong một cái phạm vi lớn hơn. Thì rất là may mắn trong thời gian vừa rồi thì bọn em có nhận được tài trợ từ Đại sứ quán Mỹ. Thì đấy là một cái cơ hội rất là tốt để Green Act triển khai cái mô hình này ở một cái diện nó rộng hơn và tạo ra các cái tác động lớn hơn. Được biết, giải pháp xử lý hiệu quả rác thải hữu cơ này hiện cũng đã được áp dụng hiệu quả thông qua hoạt động tại các tổ chức hội phụ nữ và các trường mầm non ở một số tỉnh như Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Với mô hình một người giám sát hai cùng cách thức thực hiện đơn giản và sự hỗ trợ về công cụ, tin rằng dự án From Trust to Future sẽ mang lại giá trị lớn cho cộng đồng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với mục tiêu phân loại rác thải lâu dài mà các nhà hoạt động vì môi trường đang hướng tới.